Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào đầu tháng 10 năm 2023 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Theo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Đức Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Liên quan đến vấn đề kê khai tài sản, trước đó, báo cáo của Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Tư pháp đầu tháng 9 năm 2023 cho thấy, từ 8 tháng 2 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2023, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 13.093 người, có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định. Đặc biệt, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức, và hàng loạt vụ sai phạm, kỷ luật liên quan đến kê khai tài sản đình đám khác mà cơ quan chức năng xử lý những năm qua. Thực tế cho thấy, những tài sản cách xù, cuộc sống xa hoa không cần giấu giếm của không ít người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước diễn ra ngay trước mắt, bàn dân thiên hạ, đang là nỗi bức xúc của người dân. Người dân có quyền nghi ngờ về sự trung thực trong việc kê khai tài sản. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào đầu tháng 10 năm 2023 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Theo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Đức Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Liên quan đến vấn đề kê khai tài sản, trước đó, báo cáo của Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Tư pháp đầu tháng 9 năm 2023 cho thấy, từ 8 tháng 2 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2023, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 13.093 người, có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định. Đặc biệt, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức, và hàng loạt vụ sai phạm, kỷ luật liên quan đến kê khai tài sản đình đám khác mà cơ quan chức năng xử lý những năm qua. Thực tế cho thấy, những tài sản cách xù, cuộc sống xa hoa không cần giấu giếm của không ít người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước diễn ra ngay trước mắt, bàn dân thiên hạ, đang là nỗi bức xúc của người dân. Người dân có quyền nghi ngờ về sự trung thực trong việc kê khai tài sản. Trong bối cảnh ngày càng nhiều biểu hiện suy thoái và thu nhập bất thường xuất hiện trong hàng loạt cán bộ và đảng viên, việc nâng cao tư tưởng chính trị và đạo đức trở nên cấp thiết. Ban Tuyên giáo Trung ương, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, đã tập trung vào việc xây dựng Đảng theo hướng cải thiện tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ và đảng viên. Hội thảo khoa học quốc gia, những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới, diễn ra vào ngày 13 tháng 10 tại Ninh Bình, đã là một sự kiện quan trọng trong việc tập trung đánh giá và cải thiện tình hình này. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cải thiện tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của các cán bộ và đảng viên. Ông Nghĩa nói, có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức càng có tính cấp thiết, quan trọng, để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Trong một nền văn hóa phương Đông, việc nêu gương luôn được coi trọng. Điều này phản ánh tinh thần tôn trọng và sẵn sàng học hỏi từ người khác. Vì vậy, việc xây dựng tư tưởng chính trị và đạo đức trong Đảng càng trở nên quan trọng để đảm bảo tấm gương sống của cán bộ và đảng viên luôn phản ánh những giá trị tốt đẹp và là nguồn động viên cho toàn bộ xã hội. Trong bối cảnh ngày càng nhiều biểu hiện suy thoái và thu nhập bất thường xuất hiện trong hàng loạt cán bộ và đảng viên, việc nâng cao tư tưởng chính trị và đạo đức trở nên cấp thiết. Ban Tuyên giáo Trung ương, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, đã tập trung vào việc xây dựng Đảng theo hướng cải thiện tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ và đảng viên. Hội thảo khoa học quốc gia, những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới, diễn ra vào ngày 13 tháng 10 tại Ninh Bình, đã là một sự kiện quan trọng trong việc tập trung đánh giá và cải thiện tình hình này. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa
đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cải thiện tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của các cán bộ và đảng viên. Ông Nghĩa nói, có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc đẩy mạnh xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức càng có tính cấp thiết, quan trọng, để đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Trong một nền văn hóa phương Đông, việc nêu gương luôn được coi trọng. Điều này phản ánh tinh thần tôn trọng và sẵn sàng học hỏi từ người khác. Vì vậy, việc xây dựng tư tưởng chính trị và đạo đức trong đảng càng trở nên quan trọng để đảm bảo tấm gương sống của cán bộ và đảng viên luôn phản ánh những giá trị tốt đẹp và là nguồn động viên cho toàn bộ xã hội.